cánh gà chiên giòn và người vợ đảm đang vào bếp. Thì nhân dịp trời mưa ở ngoài xe xe lạnh thì tôi sẽ vào bếp nấu món gà chiên giòn cho người yêu của tôi ăn nha. Sau khi mà các bạn rửa sạch rồi thì các bạn lấy que chăm chăm như mình vậy nè, để sau khi mà ướp á thì nó sẽ thấm gia vị nhanh hơn nè. Về phần gia vị thì mình cho 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng bột ngọt và 2 muỗng tiêu. Nếu mà các bạn không thích ăn cay thì không bỏ cũng không sao nè. Bây giờ thì mình để cái tô này ở đây và hẹn 30 phút sau mình lại mình chiên mình ăn nha. Nói chứ nãy giờ tôi đi tắm quý vị ơi, mà giờ bỏ bột chiên giòn vô nè, mình nhớ bỏ dừa dừa thôi nha, bỏ nhiều là chiên ăn nó lẹt luôn á. Bắt bếp xong xuôi thì tôi bỏ mấy cái cánh gà này vô chiên nè. Ê mà nhìn cái này nó quen quen ta. Mọi người à, có Hiếu làm nè. Trời ơi, đúng là Phong là cứu tinh của đời tôi. Phong vô Phong chiên một cái một, nó vàng khè mà giòn ươm luôn, nhìn nó đã gì đâu luôn á. Trời ơi, hôm nay tôi vào bếp là nhìn mà muốn ăn liền luôn á. Ủa, anh chiên mà em? Ủa, em chiên mà đánh quá à. Không nha, không, ý là nãy giờ tôi chiên á, mọi người đứng nghe Phong nha. Giờ cơm tới rồi, giờ cơm tới rồi. Cơm gì thì các bạn tự biết đi nha. Ở ngoài thì ông trời đang mưa to, còn ở trong phòng thì đang ăn cái này nó ngon gì đâu hết rồi ơi. Nè nè nè, các bạn coi mình há hụng nè. Trời ơi, nó ngon nhất nách quý vị ơi.